Rồi, chào cả nhà nha. Hôm nay lại là tôi đây, chính là bảy tặc xuất hiện nữa cả nhà. Hôm nay xuất hiện mình làm sẽ những một pha là phải gọi là rất là kinh dị cả nhà. Nó bây giờ là mình đi mà mình vừa điện thẳng cho chủ lòng luôn, bạn chỉ chỗ cho mình luôn nha cả nhà. Lúa bữa nay là không có con chuột nào luôn, lúa không, không có chuột nào trên nha cả nhà. Rồi bây giờ mình đi tới điểm mình quay cho cả nhà xem nha. Hôm nay là không có con chuột nào luôn. Rồi tới địa điểm cái anh quay. Gặp gắn không may cả nhà. Con này sao thấy ốm dữ ta. Ai biết đâu. Ốm như ốm nhách. Chứ đập gãy sống hay gì. Sống. Ừ đập đủ. Đập gãy sống cả nhà. Ai đập chứ không phải mình đập nha cả nhà. Thôi bỏ luôn cả nhà. Đập gãy sống ốm quá ốm. Không may cả nhà. Ai đập gãy sống nhỏ. Đập thì sao sống nổi. Ốm nguyên khúc dưới luôn, ốm như ốm nhất luôn cả nhà. Không may cả nhà. Trời ơi. Trời, tưởng nó ấy nhờ bị người ta đập gãy xương sống à. Ốm quá ốm. Đi muốn chơi rồi đó. Chơi cả nhà. Rồi, thì tới điểm mình quay tiếp cho cả nhà xem nha. Bỏ xuống đi cả nhà ơi. Gặp mùi da cả nhà. Ừ. Nó thay da vô đó cả nhà. Này ha, rắn hổ. Này da rắn hổ cả nhà. Không phải rắn kia đâu nha. Nó đi từ giờ lùng mới thấy con không may mà bị người ta đập. Mình thả luôn rồi giờ đi gặp được bộ da rắn hổ cả nhà. Nha, xem kỹ nha. Da rắn hổ rõ ràng cả nhà. Rồi, để mình đi tới điểm nữa mình quay cho cả nhà xem nha. Nó vô cái đầu tiên luôn cả nhà ơi. Đó. Ờ chỗ dắt á, rồi đi vô cái trong đây nè. Cái đầu tiên vô. Cái đầu tiên chỗ nào đâu? Dưới gai. Mẹ, thấy bụi dưới gai nào đâu nội. Cái đầu tiên á, cái đầu tiên mà ông bước vô đầu tiên á ông nội. Đầu tiên là từ bước xuống cấp nè, bước xuống cấp đi thẳng vô nè ông nội. Rồi đi đường nào vô? Bụi dưới gai bự không? Bụi dưới gai nào đâu ông nội ơi. Trên đây làm gì có bụi dưới gai, cái bẫy nằm ở trên nè. À trên hả, trên gì thẳng vô, đi thẳng vô. Đi thẳng vô. Rồi lủi xuống cái bụi là bắt đá, lủi xuống từ đó đó, bụi tên đen. Ừ. Rồi. Cháy đâu không thấy ngồi không thấy đâu ngồi tầng ở bên tay phải lên tay trái ngồi. Không có chuột, không có gì hết trời, dồi xong rồi, dồi xong rồi. Rồi, đi dở bẫy về luôn cả nhà ơi. Chuột chết rồi. Cúi xanh không. Tự nhiên cái giờ mình quay ngược cái bẫy nha. Quay ngược cái nữa rồi. Rồi, chơi chỗ điểm đám dừa cả nhà. Giờ mình vô. Giờ mình vô cái điểm đám dừa cả nhà. Đâu rồi, mấy anh em đâu mất tiêu hết trơn rồi. Thăm cái chỗ đi rồi. Thăm chỗ đám dừa cả nhà. Chỗ này là trúng hai lần, tại nào trúng hai con hổ hành nhỏ mini cả nhà. Giờ vô nữa. Ấy da, rất thầm luôn. Trúng hai con hổ hành này, cái này chắc thất quá. Trời ơi, trúng nữa cả nhà ơi. Trúng nữa rồi, trúng nữa rồi. Dính rồi, dính rồi, trời ơi dính nguyên con rắn hổ luôn. Nguyên rắn hổ luôn cả nhà. Ây da, trời ơi. Dính nguyên rắn hổ luôn. Thì mình ừ. Nói chứ không may. Hổ lãi, hổ lãi.
ba lần thăm ba cử trúng ba con nghe cả nhà. À, lãi bự nha, lãi này cũng bự nha cả nhà, ba lần trúng ba con rồi. Để mình để đây đi, mình đi thăm tiếp cả nhà. Đó, hồ lãi, thấy hồ lãi không anh em? Anh em thấy hồ lãi không? Rồi để đi vô cái điểm nữa mình quay cho cả nhà xem luôn. Tới cái nữa quay tiếp cho cả nhà xem. Video mà có lung lắc gì cả nhà thông cảm nha. Này hậu lại nha. Đó. Còn hậu lại nha cả nhà. Lú cái đuôi ra ngoài. Tiếp tục tới điểm nữa. Cậu tặc cũng hoành hành nữa cả nhà ơi. Cậu tặc lâu ra nữa cả nhà. Tới trong đó lôi ra đây giật, giật te tu cái bẫy nữa cho cả nhà ơi. Cậu tặc quay tiếp. Tình trời ơi trời, tức chỗ này ba cái bây giờ bị cậu tặc giật hết ba cái luôn nha cả nhà. Rồi bị giật hai cái, giật giật tiếp cả nhà. Thôi đem đi luôn cả nhà. Quá trời nắng rồi. Từ sáng giờ thăm mười mấy cái dính con, một con hổ lãi, một con hổ mây cả nhà, hổ lãi hổ mây cả nhà. Cái một mà còn như là bị chết chuột với bị chó giật gì tùm lum hết trơn cả nhà. Nắng quá trời nắng rồi. Thôi bỏ nghề thì này bẫy tặc, bỏ nghề riêng cấp 7 rồi cả nhà. Bỏ nghề luôn cả nhà. Nay đúng là ngày ngày xui xẻo cả nhà. Rắn chết gì tùm lum hết trơn. Trời ơi chết xình lên luôn. Rắn gì không biết, con ngựa cả nhà. Ngựa nước ngập quá chết xình luôn cả nhà. Trời ơi đống luôn. Quá trời á lửa luôn nè cả nhà. Trời hổ hèo hả ngựa ta. Con ngựa cả nhà. Để nước ngập nè chết xình luôn. Giống con ngựa cả nhà. Hổ hèo hơn ngựa đây không biết. Chết sình rồi không biết con rắn gì nữa cả nhà. Cái này đúng ngày ngày xui xẻo cả nhà ơi, không có gì chân mà còn bị rắn chết nữa cả nhà. Nặng, nặng. Vô cùng nặng. Rắn này chắc cũng cả ký đô cả nhà ơi. Rồi, đây mình gỡ ra mình vũ luôn cả nhà ơi. Quá trời thúi à. Trời ơi. Thúi quá thúi à. Trời ơi bự. Trời ơi chết sình thúi quắc luôn cả nhà. Thấy ghê chưa? Nản luôn. Cái này nản luôn nha cả nhà. Chết sình dồi tùm lum hết trơn cả nhà ơi. Con này hổ hèo. Hổ hèo chứ không phải hổ ngựa cả nhà. Hổ hèo. Ờ con này hổ hèo cả nhà, con thừa cả nhà. Con này có ký vô. Xui xẻo cả nhà. Chết con hổ hèo trà bá lửa luôn. Đi chết sình luôn cả nhà. Đi từ sáng tới giờ luôn cả nhà ơi. Đi muốn tai biến luôn. Tai biến phải rồi, tai biến nặng luôn cả nhà. Mà này còn chuột không biết. Bẫy thay thế vô cả nhà. Rồi còn chuột cả nhà. Trời ơi gì đâu mà bữa nay là ngày bể đầu cả nhà ơi, không có gì hết trơn. Trời ơi từ giờ mới có được con cả nhà. Nãy con hổ lãi, giờ được con hổ hành mini nữa cả nhà. Hổ hành mini. Kệ nó cứu khổ cứu nạn đi cả nhà ơi, chứ giờ thất quá trời thất rồi cả nhà ơi. Rồi để mình đặt cái lồng này lại cả nhà ơi. Thì từ giờ muốn tai biến luôn nhà ơi. Còn con hành nè,
Trời ơi, thôi thôi thôi, với con hổ lãi nha. Rồi kết thúc video hôm nay luôn cả nhà ơi. Con hành con hổ lãi cả nhà ơi. Chán quá trời chán rồi. Về nhà con quay tiếp cho cả nhà xem. Rồi, về tới nhà cả nhà. Rồi, kết thúc video hôm nay là te tua tơi tả nha cả nhà. Chó giật lớp mắt bảy thì tùm lum hết trơn, được có con hổ lãi với con hổ hành nè cả nhà. Con hổ lãi con hổ hành. Rồi luôn. Rồi, kết thúc video hôm nay cả nhà ơi. Có một que gì? Có lại. Có lại. Có hành mini. Hành mini. Trời ơi, đồ quá mini ông nội ơi. Đi ông nội ơi. Ủa, má nó giờ tổng cộng cái hai cái dưới cái trắp á là hai cái dưới cái trắp là hụt lắc. Là không phải hụt lắc mà không kiếm được. Đó. Còn nhiêu là te tu hết, còn ở chỗ cái mí hầm mà ông nói á. Chỗ mí hầm nói là chỗ đó là nó bị chó giật. Rồi cái chỗ ngay còn cái ngay bụi chuối phải không? Còn cái ngay bụi chuối phải không? À, đúng rồi. Cái ngay bụi chuối là chết con rắn hô hèo sình luôn. Hô hèo chắc chừng 7-8 lạng ký gì à. Bắt rắn này, rắn hô lại là trước cả nhà. Cắn quá cắn cả nhà ơi. Cắn là bạch bạch luôn. Ôi da. Rồi ra đi. Cắn em anh ơi. Ra tới lè lưỡi cắn không cả nhà. Ra tới lè lưỡi cắn không cả nhà ơi. Ghê không? Thấy ghê không? Quá trắng. Rồi, bắt con hoàn ra nữa cả nhà ơi. Rồi, hai con luôn cả nhà ơi. Rồi kết thúc video hôm nay được hai rắn cả nhà. Rồi cả nhà nếu xem có thấy hay thì cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký và nhớ nhấn chuông để nhận biết thông báo mới của mình nha cả nhà. Rồi bye bye, tạm biệt cả nhà nha. Hai con. Chéo cả nhà. Chết con heo chà bá lửa luôn. Đi chết sình luôn cả nhà. Chết sình luôn. Mãng dễ sợ luôn. À, một ký lù phải thử tàu vô bự luôn. Mãng chưa từng chết sình luôn.
nản luôn cả nhà ơi, rắn nó bự. Đó. Đi hết không đi thăm chứ để cho chết như vậy cả nhà. Rồi thôi để mình đi thăm tiếp cả nhà ơi, nản quá rồi. Từ sáng giờ đi thăm mười mấy cái là không có dính cái gì hết trơn, mà bị còn bị chết rắn thì chết cũng quá trời luôn, rồi bị mất lụp, rồi chó giật, rồi tờ tùm lum hết cả nhà. Quá nản.